Tú, thầy đã từng nói với em là em nhìn cái gì cũng phải trên nhiều khía cạnh đúng không? Một khía cạnh không có đúng. Vậy thì thầy chỉ hỏi em là hai này nào ngon hơn? Nước và bột. Cái gì cũng có cái con riêng của nó. Mẹ chỉ nói chuyện kiểu lương. Nói chuyện cái kiểu lương nó không biết mà nó sợ tôi đam. Nó nói chuyện kiểu lương. Đó, bây giờ là cái này nè. Nếu mà bạn ở nhà theo đỉnh của chó uống ngon. Còn nếu mà bạn đi du lịch mà du lịch nhà giàu á thì bạn uống này nghịch lý không? Nghịch lý. Tôi sẽ chứng minh cho bạn coi. Cái này bạn uống đổ bạn mang được sân bay. Đi máy bay là phải có kiến thức căn bản nha bạn. Bạn cầm cái này bạn uống đổ bạn lên được sân bay. Tôi đã từng bỏ mấy lon rồi đó. Quên thôi chứ không gì chứ đó. Bây giờ kể nè, trước khi nói kể. Hồi kỳ tôi đi tôi bỏ cái này trong cái ba lô, tôi quên không thôi chứ không gì chứ đó. Xong rồi cái tôi đi qua cái TSA với lộn TSA là cái chỗ mà an ninh á, à, đi qua bển xong rồi cái bullet Mỹ. Hey boy, tôi ví dụ thôi chứ không tao nói chuyện thật sự nha bạn. Tao nói là này của đại ca, đại ca không ba lô này của đại ca đó. Oh, yes mày. Cái nói tôi mở được kiểm tra, đứng đây nhìn, tôi mở được kiểm tra, bà thọt tay vô tắm cho nha bạn. Người ta mở ra, bà đứng đây mà nhìn rồi xong kiểm tra, tao lấy cái này. Cái xong rồi cái này nó về anh vợ đưa cho anh hai option. Một là uống, hai là quăng. Xong anh nghe anh uống, anh nói giờ cái xong rồi cái mình mới tính uống, cái nó giữ lại, hold lại. Cái nó nói là thôi giỡn bạn vui thôi, thấy bạn tập tạ giống mình cũng streamer, tập lên chọc con chơi thôi, tôi biết cái này mà. Bây giờ theo luật của hàng không á, luật an ninh á thì cái này là bạn quăng đi. Chứ bây giờ bạn uống á là bạn phải chạy ra ngoài lại. Nhớ nha, bạn uống á là bạn phải chạy ra ngoài lại, bạn ghép cái like đó lại. Sao bạn đi lại cái TSA một lần nữa. Lúc đó tôi nghĩ là chuyến bay của bạn sẽ gặp vấn đề, có thể là bạn trễ, là bạn gì đó. Tôi nghĩ không nên. Cái lon này có 400 đô mà tôi mua quà tôi biết mà. Là thôi giờ bạn quăng cho rồi đi. Mình đi Mỹ mà đâu có tiếc đâu đúng không? Cái nói tôi đâu có cách nào khác đâu. Anh trả lời vậy, tôi đâu có cách nào khác đâu. Thôi ok, quăng. Hiểu chưa? Chai nước hoa cũng bị luôn. Chai nước hoa đó, ví dụ bạn chai nước hoa mà nó vậy đi. Xong rồi cái giờ quăng hoặc là giờ đi gửi lại cái hành lý ký gửi, mà cái hành lý ký gửi đi từ đời nào rồi sao gửi quăng luôn cho nó qua bự đó rồi xong. Dạ vậy thì khi đi máy bay cái này nó không có tác dụng, nó không có một miếng tác dụng nào luôn, đúng không? Nếu mà bạn mà bỏ trong cái vali á, bạn ký gửi thì được, nhưng mà lúc đó đó nếu bạn đi những hãng hàng không giá rẻ đó, nó chọi vali bạn lùm la hồi bể thì nó chảy nước lùm toàn luôn đó, nên nó khá là bất tiện. Và bản thân Duy Nguyễn đi Mỹ cũng vậy thôi. Duy Nguyễn đi Mỹ, Duy Nguyễn xài rất là khó nha bạn. Duy Nguyễn đi Mỹ là Duy Nguyễn đi, mà nếu mà trong nội bộ nước Mỹ Duy Nguyễn đi bằng máy bay là Duy Nguyễn phải một là phải mang này, hai là muốn thích thằng này thì phải qua cái thành phố kia xong rồi đi mua lại xong mới chở được cái xe uống được, nó khá là bất tiện. Ở nhà thì rất ok, nhưng đi máy bay thằng này cực kỳ quan trọng. Trời, máy bay dài ăn vậy mà đẳng cấp rồi ba. Zimmer chỉ cho ăn lên máy bay không biết cái chơi đúng không, chỉ cho bình lắc tới HL cầm ngạo nghễ. Bình lắc rồi đây chị để lên chảnh đựng nước. Tất cả những sân bay đều có nước miễn phí hết. Các bạn sẽ nói ủa nước suối mua đi, mua miễn phí làm chi mày, tao thích được không, đúng không? Cái vấn đề đó là cái nhiều khi các bạn gọi là trọc phú mới nổi nha bạn láo. Cái nói nước mua đi ok mày có thể có quyền mua, nhưng mà cái gọi là người ta lấy nước miễn phí á là cái gọi là cái phong cách, cái style của người ta nó như vậy. Các bạn đi du lịch Nhật Bôn á, bạn gọi là gà thì bạn sẽ nhìn những người đi chuyên nghiệp bằng tao nói người ta cùi, nói mày du lịch mày mang ba lô chi cực này này nọ kia. Không phải ba ơi, nó mang ba lô là chuẩn đó ba. Người ta cái ba lô đi du lịch là chuẩn, người ta mang, người ta bỏ đồ ra cơ động mà ta khỏi hành lý ký gửi rồi, nó rất là nhiều cái chuẩn mà thôi, nói dễ là mang. Cái này á, bạn tới sân bay, bạn làm cái này tới sân bay nha, bạn cứ cầm nước bạn uống. Khi đi ngang cái TSA á thì bạn có cái chỗ để nước, đổ. Bao giờ sân bay chuẩn nó sẽ có những đó hết. Tới đó là bạn đổ nước ra bạn uống cho hết. Rồi xong rồi đi vô TSA, cái bình không đi qua được. Cái bình không này cầm đi qua khỏi chỗ đó đi lấy nước uống tiếp. Làm nước ở trong đó bạn mang lên máy bay thoải mái. Không lẽ giờ tự nhiên mà lên máy bay đã đời xong rồi cái đang ngủ nhấn chuông vô nhấn chuông vô cái hỏi WhatsApp gì can I have some water please, không lẽ vậy hoài đúng không? Xin lần nè đó, xin một lần thôi, chỉ cho dễ ẹt nè, không biết tiếng Anh đúng không? Đơn giản thôi, cầm bình này chạy ra chỗ cái chỗ mà mấy tiếp viên hàng không ta đứng sau lưng sau buồng á, nhìn vô mặc con áo đưa đeo ta hiểu rồi nè, đưa này vô là ta hiểu rồi, hiểu không? Đó, xong rồi người ta sẽ đưa cho bạn một chai nước suối bự cho bái rồi nè.
bạn tự đổ vô hoặc người ta đổ vô tùy hãng, là đó bạn đẩy này rồi, đẩy này rồi bạn uống, bạn lên chuyến bay từ Việt Nam qua Mỹ luôn, đâu cần xin hoài đâu. Người ta lúc ăn cơm đó thì người ta đưa ra xin chứ không không lẽ mình xin hoài phiền ta, cái này nó mới rồ. Và tất cả những sân bay đều có cây nước tự động hết đó, mình lấy cái đó. Vậy thì xử lý gì tiếp? Ủa như vậy cái đồ ăn trên máy bay mà ăn đủ không? Tức là đối với người thường thì ăn được, đối với tôi shipper ăn toàn là dầu mỡ này nọ, sao tôi ăn được? Tôi bỏ ra chứ, thì tôi ăn cơm hay ăn gì thôi, rồi ăn tinh bột rồi xong rồi protein này đó, hai gói này qua Mỹ dư sức, đúng chưa? Nó rất là tiện. Nếu mà nói lean body, mà lean body du lịch là phải cái này là chính nè, nó thiệt, nó tiện hơn. Còn nếu mà bạn đi road trip thì bạn giàu chơi này, nghèo chơi này. Tại vì sao? Tại vì đi, bạn có hiểu chữ road trip không? Road trip là đi du lịch bằng xe hơi, bằng car đó. Ví dụ như Duy Nguyễn từ ở thành phố Houston, Duy Nguyễn chạy lên New York, xong rồi từ New York Duy Nguyễn chạy qua Chicago đó, thì Duy Nguyễn đi bằng cái xe hơi. Thì cái xe hơi mình bỏ những cái thùng vô, mình cầm cái này mình uống được, thì mình mang cái này nó mình có tiền, còn không có tiền thì mua cái này rẻ hơn. Còn nếu mà những cái gì liên quan tới máy bay á thì phải là cái này tiện hơn. Hai cái thì như đương nhiên chất lượng nó sẽ khác nhau rồi, thằng này nó mắc hơn, chất lượng nó sẽ ngon hơn, nó dễ tiêu hơn, uống nó ok hơn. Còn thằng này thì nó không ngon bằng tí đỉnh vậy thôi, nhưng mà nó cũng very good, very very good rồi đó. Nên nhiều khi bạn nói là thằng này á nhìn giờ nó rẻ rồi thì thằng này là sự lựa chọn duy nhất, không hẳn, cũng tùy hoàn cảnh, nhất là những bạn nào đi du lịch nha. Những bạn nào đi du lịch thì bạn phải máy bay phải chọn cái này, còn bạn đi road trip thì bạn chọn cái này. Còn Duy Nguyễn phải chọn cái hai. Kinh nghiệm đi du lịch của Duy Nguyễn là bao giờ phải có bèo nhất 10 là 10 gói này trong hành trình để xử lý những cái ca trên máy bay. Chứ trên máy bay nhiều khi bạn đi tới món ăn cũng được, không ngon cũng được, này nọ nó nói chung nó không có đủ protein. Còn nhu cầu của mình là shipper, mình là mình sử dụng lean body đã bao thế, thì nói chung là cái lean body nó phải đi theo mình, nó đi tùm lum tùm la chỗ hết á đó. Nên mình phải biết kết hợp cả hai loại lean body này để cho cái chuyến đi của mình nó sẽ là tốt nhất. Và Duy Nguyễn cũng chuẩn bị sắp đi Mỹ rồi, thì Duy Nguyễn sẽ vẫn áp dụng công thức này. Duy Nguyễn đi nhiều, có kinh nghiệm nhiều, và Duy Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm đó dành cho những bạn trẻ hoặc là dành cho những người mà người ta chưa có kinh nghiệm lắm trên những cái chuyến bay. Cuộc đời là những chuyến bay các bạn, đi cực lắm, nhưng mà phải còn trẻ đi để mình kiếm tiền mà, hiểu không? Chứ tôi giờ tôi đi mà tôi không ra tiền tôi không đi đâu bạn. Nói chung làm ăn nó khổ, phải không? Mình phải đầu kia chút, đầu kia chút, rồi nó mới gọi là nó có tiền, nó cán đáng ra luôn trong túi đó bạn ơi, khổ lắm. Rồi bye bye.